Xin được chào mừng các bạn đến với Lam Tech Cafe, chuỗi video podcast về công nghệ do VNG thực hiện. Mình là Tài, System Engineer tại VNG Game, đồng thời cũng là một thành viên của VNG MC Club và mình sẽ là một trong những host đồng hành cùng với chương trình của chúng ta. Và những buổi hẹn cà phê sẽ luôn là cơ hội để chúng ta gặp gỡ những người bạn, những người mà mình tin tưởng để trao đổi những vấn đề khác nhau trong cuộc sống, bao gồm cả công việc. Vì thế mà Lam Tech Cafe cũng mang tinh thần của những buổi hẹn cà phê đó, sẽ là nơi mà Tài cùng các bạn gặp gỡ những khách mời là những chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện và đào sâu những kiến thức, kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm, những dịch vụ công nghệ toàn cầu. Lam Tech Cafe sẽ được phát sóng định kỳ mỗi tháng tại kênh YouTube Live at VNG. Vì thế các bạn hãy nhớ nhấn subscribe để theo dõi chương trình nhé. Và trong số đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một khách mời đến từ ZaloPay. ZaloPay là một nền tảng thanh toán hàng đầu Việt Nam, cung cấp ứng dụng và dịch vụ tài chính sử dụng hàng ngày với sứ mệnh xây dựng Việt Nam thành một xã hội không tiền mặt. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một người anh đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc tại ZaloPay. Hãy cùng Tài gặp gỡ anh Hưng, Head of Technical Operation and Payment Core Platform tại ZaloPay. Dạ em xin chào anh Hưng ạ. Chào mừng anh đến với Lam Tech Cafe. Và anh có thể cung cấp thêm một vài thông tin về bản thân để mọi người có thể hiểu thêm về anh được không ạ? Anh tên là Hưng. Thì giới thiệu một xíu về bản thân anh thì anh bắt đầu làm việc tại VNG từ năm 2010. Anh bắt đầu tham gia vào ZaloPay từ năm 2017. Làm việc tại ZaloPay thì anh đã trải qua khá là nhiều vị trí, từ vị trí Engineer, Engineering Manager, Solution Architect. Thì hiện tại anh đang chịu trách nhiệm cho hai phòng ban tại ZaloPay là Technical Operation và Payment Core Platform. Dạ không biết anh Hưng có phải là một người thường xuyên sử dụng cà phê không ạ? Ngày nào thì anh cũng uống cà phê, tuy nhiên thì anh chỉ uống cà phê buổi sáng thôi. Dạ, thực ra thì em cũng uống được cà phê nhưng mà khi mà em uống cà phê thì em dễ bị say nên là em khá là hạn chế. Và với sự góp mặt của anh Hưng ngày hôm nay, xin mời các bạn sẽ cùng nhâm nhi một tách cà phê và chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất quan trọng trong lĩnh vực fintech, đó là xây dựng và vận hành nền tảng thanh toán cốt lõi. Theo em biết, ở ZaloPay thì team làm về nền tảng thanh toán cốt lõi được gọi là Payment Core Platform, gọi tắt là PCP. Vậy chính xác vai trò của team PCP tại ZaloPay là gì ạ? Payment Core Platform nói một cách đơn giản thì là đội ngũ phát triển nền tảng thanh toán ZaloPay. Thì cụ thể hơn thì Core Platform là một team phát triển các cái tính năng cung cấp các cái nền tảng quản lý về tài khoản của người dùng, tài khoản của các bên kết nối với ZaloPay, các cái tài khoản của ngân hàng và thực hiện quản lý hệ thống giao dịch giữa các nguồn tiền khác nhau, hệ thống quản lý số dư ví của người dùng, các cái hệ thống kế toán, đối soát cũng như là cung cấp các cái interface kết nối với lại bên thứ ba để thực hiện việc thanh toán trên nền tảng của ZaloPay. Thì điểm khác biệt của ZaloPay so với các cái nền tảng thanh toán khác theo anh là cái phần lõi này được ZaloPay phát triển hoàn toàn từ đầu mà không sử dụng một cái hệ thống core banking hoặc là hệ thống phần mềm của bên thứ ba. Vậy thì tại sao mình lại cần tự phát triển cái phần lõi này? Anh có thể chia sẻ chi tiết hơn về cái quá trình hình thành của team BCB được không ạ? Thì có thể thì em cũng có biết là các cái phòng ban nghiêng về hướng xây dựng sản phẩm công nghệ tại VNG nói chung thì hầu như là đều có DNA mong muốn xây dựng một cái sản phẩm và làm chủ cái công nghệ sản phẩm của mình. Thì ZaloPay anh nghĩ cũng tương tự như vậy. Thì ban đầu thì hệ thống core của ZaloPay cũng như tất cả các cái sản phẩm khác trên thế giới đều bắt nguồn bằng một cái phiên bản khá là khả thi tối thiểu mà người ta hay gọi là phiên bản MVP, thì bao gồm các cái tính năng cơ bản để sản phẩm có thể vận hành và phát triển được, đưa được đến tay người dùng. Đương nhiên là giai đoạn đầu sẽ có khá là nhiều vấn đề cũng như đòi hỏi nhiều công sức để vận hành, xử lý sự cố. Dần dà thì đội ngũ ZaloPay bắt đầu phân thành các cái team nhỏ độc lập và các cái nhóm chịu trách nhiệm các cái tính năng riêng của sản phẩm. Thì hệ thống core ban đầu được phát triển theo một cách khá là sơ khai, không có đáp ứng được các cái tính năng cũng như là cái tốc độ phát triển sản phẩm khá là nhanh của ZaloPay trong giai đoạn 3-4 năm trở về trước. Chỉ quản lý số dư ví của người dùng cuối, chưa có các nghiệp vụ về ghi sổ kép,
Nếu như mọi người có tìm hiểu về nghiệp vụ ngân hàng thì nghiệp vụ ghi sổ kép được gọi là double entry bookkeeping, chưa quản lý các tài khoản, chưa phải là người dùng, chưa kiểm soát được các cái tính đúng đắn về giao dịch, chưa đáp ứng được các cái nhu cầu phát triển về mặt lâu dài của sản phẩm. Cho nên ZaloPay đã quyết định là xây dựng một cái hệ thống core thanh toán hoàn toàn mới để giải quyết cái nhu cầu nói trên. Thì PCB là một cái team hình thành trong cái quá trình đưa ra quyết định này. Dạ vâng ạ. Qua chia sẻ của anh thì có thể thấy được cái việc làm chủ công nghệ đóng một vai trò rất là quan trọng, và các team phát triển phần mềm sẽ luôn muốn hướng đến điều này. Vậy thì cái việc làm chủ công nghệ nền tảng thanh toán cốt lõi sẽ đóng góp được những cái giá trị nổi bật nào cho ZaloPay ạ? Việc phát triển và triển khai phần cốt lõi này, phần hệ thống cốt lõi này, nó tốn thời gian hơn dự định ban đầu rất là nhiều. Tuy nhiên thì mang lại những giá trị khá là lớn đối với anh. Điểm thứ nhất, anh nghĩ rằng là các thành viên trong team đã rất hiểu về các cái nghiệp vụ của ngân hàng, nghiệp vụ kế toán, các cái khái niệm về quản lý dòng tiền, giúp cho cái việc trao đổi và thống nhất giữa hai nhánh tech và non-tech là các cái nhánh về product và business trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều. Điểm thứ hai là performance của hệ thống tăng lên khá là rõ rệt, gấp rất là nhiều lần các cái hệ thống trước đó, và có thể đáp ứng được số lượng giao dịch gấp rất nhiều lần, giải quyết được những cái bài toán về mặt vận hành cho đội ngũ operation và accounting. Điểm cuối cùng thì anh nghĩ đó là làm chủ được về mặt công nghệ, chủ động được việc phát triển và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra thì phần lõi của hệ thống gần như không thay đổi gì trong một năm vừa qua, tuy nhiên thì vẫn đáp ứng được việc ra mắt rất là nhiều cái tính năng mới của ZaloPay trong năm vừa rồi. Vâng ạ, như vậy thì cái việc mà mình làm chủ về công nghệ không những là giúp cải thiện về mặt kỹ thuật, mà em còn thấy là nó còn đóng góp vào cái việc là mình tối ưu cái quy trình làm việc của đội ngũ vận hành nữa. Và cái việc mà em đề cập về cái chuyện là mình sẽ được học thêm những cái nghiệp vụ về ngân hàng này, quản lý dòng tiền này, em cũng thấy nó rất là thú vị. Em muốn hỏi sâu thêm một chút về mặt kỹ thuật, thì em tò mò không biết là với đặc thù công việc của team BCB thì không biết là các bạn ở trong team của mình có những gì giống và khác so với các bạn software engineer ở những team khác ạ? Anh nghĩ cách làm việc và phát triển phần mềm của các cái team platform về căn bản thì không có khác nhiều lắm so với các cái team phát triển sản phẩm phần mềm thông thường. Điểm khác biệt ở đây anh nghĩ đó là cách xác định đối tượng khách hàng. Xác định được đúng đối tượng khách hàng sẽ giúp việc phối hợp cũng như là làm việc trở nên dễ dàng hơn, tránh được những khúc mắc, những cái vấn đề không đáng có xảy ra trong công việc hàng ngày. Ở góc nhìn của anh thì đối tượng khách hàng của platform nói chung nó rộng hơn một xíu so với các cái team phát triển sản phẩm thông thường. Team phát triển sản phẩm thì đối tượng phục vụ khách hàng chủ yếu là người dùng cuối. Các cái tính năng mà người dùng có thể sử dụng trực tiếp và sờ nắm được. Thì một cái ví dụ cụ thể thì nếu như mà em phát triển một cái sản phẩm liên quan tới bán thẻ cào điện thoại đi chẳng hạn, thì nếu như tính năng của em có lỗi, tính năng của em gặp một vấn đề gì đó, thì người dùng bị ảnh hưởng có thể là chỉ là những người dùng sử dụng cái sản phẩm mà team em phát triển thôi. Tuy nhiên nếu như mà platform gặp sự cố thì người dùng bị ảnh hưởng là tất cả những user sử dụng ZaloPay, hoặc là tất cả những cái sản phẩm do các cái team khác tích hợp trên cái platform của team đang phát triển. Thì ngoài ra platform cũng như các cái team khác thì vẫn phải đảm bảo hệ thống ổn định, mạnh mẽ, an toàn để không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Vậy thì với cái công việc là đảm bảo quản lý cái nền tảng thanh toán này thì team BCB sẽ phối hợp với các team khác trong ZaloPay như thế nào ạ? Thông thường thì cách phối hợp tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Các cái thay đổi sản phẩm của nhánh platform tự chung thì sẽ bao gồm có hai hướng. Hướng thứ nhất là các cái yêu cầu đến từ phía business cần phải thay đổi phát triển, thì sẽ được các cái nhánh business lên kế hoạch đồng ý các thay đổi, kế hoạch triển khai từ các team. Việc này giống với hầu hết cách làm việc của các cái team thông thường.
Hướng thứ hai là các cái thay đổi từ nội tại của platform, thường là các cái đề xuất nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống, giảm thiểu các cái technical debt, cung cấp thêm tính năng. Việc này cũng cần phải có sự thống nhất chung từ nhiều bên, từ các cái team vận hành, từ các cái team solution architect, từ business, từ các team kết nối đến platform, và phải lên kế hoạch để triển khai với một cái nhóm sản phẩm nào đó để thử nghiệm, tính toán các cái tác động đối với sản phẩm, cách tích hợp với các cái hệ thống ở layer trên, vân vân. Thì đó là sơ bộ về các cái chức năng của PCP tại Yalupay. Thì theo kinh nghiệm của Tài, thì tại VNG Game có đội ngũ nào cũng thực hiện các cái công việc tương tự hay không? Dạ, ở VNG Game thì em cũng làm việc trong một team thuộc Game Publishing Platform. Và team của em thì sẽ cung cấp về hạ tầng cũng như là các giải pháp để mà vận hành hệ thống. Thì em thấy tuy tính chất của hai sản phẩm là game và Yalupay nó khá là khác nhau, tuy nhiên thì em cũng làm việc trong một team platform nên là em nghĩ là cũng có một số điểm chung giống như là team của anh. Thì đối tượng khách hàng của em cũng bao gồm những người dùng cuối và những cái team khác ở trong khối game. Về cái hướng phối hợp làm việc thì em thấy cũng sẽ có hai hướng như anh chia sẻ, đó là cái việc mà mình linh hoạt với những thay đổi trong quy trình để mà phù hợp với nhu cầu của sản phẩm, và bản thân team em cũng sẽ phải tối ưu để có thể cung cấp những cái dịch vụ tốt hơn. Dạ, quay trở lại với team BCB thì đây là một team có vai trò rất là quan trọng trong Yalupay. Vậy thì hiện tại team của anh đang dùng những cái công nghệ hay là những cái mô hình kỹ thuật gì để có thể phát triển và vận hành cái nền tảng cốt lõi này ạ? Về cơ bản thì Yalupay cũng như PCP không sử dụng những công nghệ gì quá xa lạ với thị trường. Yalupay thì vẫn sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ. Từ cách đây khoảng 3-4 năm thì tụi anh đã đưa ra được một tiêu chuẩn về các công nghệ có thể sử dụng để phát triển phần mềm tại Yalupay. Cá nhân anh thì anh không nghĩ rằng là mình áp dụng tất cả các công nghệ mới là tốt. Thì cái bộ tiêu chuẩn mà tụi anh áp dụng ở Yalupay có các cái yêu cầu về ngôn ngữ lập trình được phép sử dụng là gì, cơ sở dữ liệu, các cái phần mềm triển khai về mặt caching, queue in, lock, cách quản lý về cấu hình và một vài nguyên tắc phải tuân thủ khi phát triển phần mềm tại Yalupay. Dạ, vậy thì anh có thể mô tả chi tiết hơn về một số những cái nguyên tắc, những cái tiêu chuẩn mà team anh đang áp dụng được không ạ? Thì một vài những điều kiện cơ bản phải tuân thủ khi phát triển phần mềm tại Yalupay, anh có thể kể ra. Ví dụ như là điểm thứ nhất thì phần mềm phải có khả năng scale độc lập và vận hành trên nền tảng Kubernetes. Thì tại vì tại Yalupay thì tất cả các phần mềm phải triển khai trên Kubernetes và không còn cách nào khác. Điểm thứ hai thì phần mềm phải đáp ứng một bộ kiểm tra nội bộ về unit test và bảo mật trước khi được đưa lên môi trường production. Và bộ kiểm tra này được kiểm tra một cách hoàn toàn tự động. Ngoài ra thì trước mỗi một cái bản release lớn hoặc là trước các cái chương trình campaign lớn tại Yalupay thì các cái hệ thống đều được cần phải thực hiện kiểm thử về mặt performance để đảm bảo đáp ứng được khối lượng giao dịch như là dự đoán của business. Yalupay cũng có một đội ngũ kỹ sư bảo mật để rà soát lỗi phần mềm, lỗi về hạ tầng thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý lỗi một cách nhanh nhất nếu như mà có lỗi xảy ra. Đã, như anh chia sẻ thì team của mình sẽ có một số những cái nguyên tắc và những cái tiêu chuẩn trong cái quá trình làm việc. Vậy thì em tò mò là với một sản phẩm như Yalupay sẽ có rất là nhiều những cái đối tác thanh toán lớn, ví dụ như là Grab, TikTok chẳng hạn. Vậy thì trong cái quá trình mà mình làm việc với những cái đối tác này thì mình có gặp những cái thách thức nào về mặt công nghệ không ạ? Anh phải làm rõ là PCP là đội phát triển nền tảng thanh toán, cho nên về thực tế thì PCP sẽ không thường xuyên tham gia vào việc phát triển cũng như là tích hợp trực tiếp với các đối tác. Tuy nhiên thì theo anh, khó khăn chung của Yalupay khi tích hợp với các đối tác lớn là đôi khi các yêu cầu từ đối tác, đặc biệt là các cái đối tác global nước ngoài
các cái tính năng hiện tại của Zalo Pay có thể chưa đủ đáp ứng được. Cơ bản vì hạ tầng thanh toán ở Việt Nam mình nghĩ rằng là đã phát triển khá là lâu, tuy nhiên thì vẫn còn khá non trẻ so với các cái công ty phát triển về thanh toán lớn trên thế giới như là PayPal, như là Alipay. Các cái yêu cầu đáp ứng được bởi các cái công ty kể trên thì Zalo Pay chưa chắc đã có. Nên anh nghĩ đánh giá là cái thách thức chung vẫn là cần phải phát triển nhanh nhất có thể để đáp ứng được các yêu cầu này. Vậy theo anh thì để mà mình có thể đáp ứng được những cái yêu cầu kỹ thuật từ những cái đối tác khó tính như vậy thì mình cần có những cái lưu ý gì ạ? Theo anh thì về view cá nhân của anh thì anh rút ra được hai bài học từ việc kết nối với các cái đối tác lớn. Bài học thứ nhất là làm như thế nào để hệ thống đủ linh hoạt và đơn giản để đáp ứng nhiều nhu cầu về mặt tính năng từ các cái nhóm sản phẩm nhất có thể. Bài học thứ hai là về cách phát triển và kiểm thử phần mềm. Các đối tác lớn thường là có quy trình và cách kiểm thử phần mềm rất là tốt. Yeah. Các cái bài toán kiểm thử, các cái quy trình kiểm thử của họ gần như là cover tất cả các trường hợp có thể xảy ra và gần như là hoàn toàn tự động hóa. Việc này giúp định ra một cái tiêu chuẩn với tất cả các đối tác tích hợp với họ, giúp cho việc phát triển phần mềm, việc tích hợp và phát triển lỗi cực kỳ nhanh chóng. Dạ vâng ạ, như anh chia sẻ thì rõ ràng hiện tại là team BCB của mình sẽ cần gọi là cải tiến nhiều hơn nữa để có thể ngày càng linh hoạt và tối ưu hơn để có thể đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của sản phẩm. Và vừa rồi thì mình thảo luận đã khá là nhiều về mặt kỹ thuật rồi. Em muốn hỏi thêm một chút về những con người đang làm việc tại team của anh. Thì không biết hiện tại team BCB có khoảng bao nhiêu thành viên ạ? Về con số cụ thể thì nói thật là anh không nhớ chính xác lắm. Nhưng đâu đó team anh có khoảng 40 bạn. Ừ, dạ vâng ạ. Vậy với một cái công việc đặc thù như team của mình thì không biết là các bạn trong team của em sẽ cần phải nắm vững những cái kiến thức nào để có thể làm việc tốt ạ? Theo anh thì các cái cá nhân mà làm về các cái công nghệ nền tảng cốt lõi, điều đầu tiên là phải nắm rõ các cái kiến thức cơ bản. Như em biết thì công nghệ liên tục thay đổi. Tuy nhiên thì có một số cách tiếp cận cơ bản để phát triển phần mềm hầu như có thể vượt qua hầu hết các cái xu hướng thay đổi này. Thì đó là lý do bởi vì sao những con người có nền tảng vững chắc thường là những người hoàn thành công việc một cách tốt hơn. Một vài điển hình cho các kiến thức cơ bản như là nắm thật rõ một ngôn ngữ lập trình nào đó, một cách khoa học để tiếp cận một kiến thức hoặc là một công nghệ mới, cách xử lý vấn đề và xây dựng các cái giả thuyết, các cái nguyên tắc hoạt động của cơ sở dữ liệu, của hệ điều hành, cách làm việc của một cái protocol cụ thể nào đó, hoặc là cách quản lý và chuyển đổi trạng thái mà trong tiếng Anh gọi là state machine của một giao dịch để tránh xảy ra sai sót khi xử lý giao dịch. Với những bạn làm lâu năm thì thường các bạn chỉ tập trung về mặt tech mà ít quan tâm đến các cái vấn đề khác. Anh cũng thường yêu cầu thêm các bạn, đặc biệt là các bạn leader, phải hiểu hơn về mặt xử lý số liệu, nắm được căn bản về xử lý và phân tích dữ liệu để có thể đưa ra được insight từ mặt sản phẩm về user nhằm trao đổi và phối hợp tốt hơn với các cái product team. Dạ, như vậy thì các thành viên ở trong team không chỉ cần phải gọi là đảm bảo những kiến thức về mặt kỹ thuật, mà em thấy là anh còn đề cập đến cái việc là các bạn phải có thêm kiến thức về mặt sản phẩm nữa. Vậy thì ngoài những cái kỹ năng cứng như vậy thì các bạn trong team anh cần phải có những cái kỹ năng mềm gì ạ? Dù làm việc ở vị trí nào thì anh nghĩ các cái kỹ năng mềm như là khả năng giao tiếp, khả năng suy nghĩ có tính hệ thống, cách làm việc nhóm, các cái tư duy phản biện, cách giải quyết vấn đề là những kỹ năng quan trọng cần phải có để hoàn thành công việc một cách thật tốt. Đặc biệt là khả năng giao tiếp sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với môi trường của đội ngũ nhân sự đủ lớn, tính phức tạp cao, cần phối hợp thường xuyên để phát triển và triển khai sản phẩm. Dạ.
Em cũng chia sẻ một chút về cá nhân. Thì em cũng đi làm gần được 5 năm rồi, và hiện tại thì em đang làm ở VNG khoảng hơn 3 năm rồi. Thì cũng có thể gọi là có một chút kinh nghiệm. Vậy thì theo anh Hưng thì có thể gợi ý cho em và những cái bạn làm về kỹ thuật mà đã có kinh nghiệm thì nên chú trọng vào cái kỹ năng làm việc nào được không ạ? Với một bạn làm lâu năm thì anh nghĩ để làm việc hiệu quả thì ngoài những cái kiến thức mà mình cần phải có về mặt kỹ thuật thì cần phải phát triển các khả năng về giao tiếp, truyền đạt và cách lắng nghe. Để làm tốt việc này thì anh nghĩ bài học quan trọng đó là tránh những cái thiên kiến về mặt kiến thức. Điều này thì dễ xảy ra đối với các bạn làm các công việc đặc thù mà thường anh hay gọi vui là bệnh của những người thông minh. Thì cái việc này xảy ra sẽ khá nguy hiểm khi mà người có quyền đưa ra quyết định gặp cái vấn đề này. Thì để một ví dụ dễ hiểu thì cái vấn đề này sẽ gặp phải đối với các bạn thường sẽ cảm thấy rất là khó hiểu khi nhắc đến một cái vấn đề nào đó hay nhắc đến một kiến thức nào đó mà những người xung quanh mình không biết về nó và người đó cảm thấy rất là kỳ lạ. Thì những người mà bị cái vấn đề này thì thường sẽ đơn độc đưa ra những cái giải pháp cho một vấn đề mà chưa tìm hiểu rõ các cái khía cạnh của vấn đề đó. Nếu mà gặp vấn đề này thì sẽ dễ gây ra ức chế trong giao tiếp và trao đổi, và thường có thiên hướng là đưa ra các cái giải pháp mà mang tính chất là one size fit all, thiếu sự đổi mới, linh hoạt và toàn diện. Tiếp theo thì anh nghĩ là khả năng làm việc nhóm, bởi vì khả năng và tốc độ của một team phụ thuộc rất nhiều vào cách làm việc phối hợp và tin tưởng giữa các thành viên trong team với nhau. Khi mà anh chia sẻ về cái vấn đề là thiên kiến kiến thức thì em cũng có nhớ lại đôi khi mình cũng đã rơi vào cái trường hợp đó. Còn về cái vấn đề thứ hai là làm việc nhóm thì em nghĩ đây là một cái câu chuyện nó khá là phổ biến và em nghĩ là ai cũng cần phải cải thiện cái kỹ năng này. Và vừa rồi thì em và anh Hương cũng đã đi qua khá là nhiều câu hỏi với nhiều cái nội dung khác nhau rồi. Thì bây giờ em muốn hỏi một câu hỏi mang tính cá nhân một chút. Thì đối với anh Hương, không biết là trên cái quá trình làm việc của anh tại Zalobay thì đâu là một trong những cái quyết định kỹ thuật quan trọng mà anh cảm thấy là mang lại cái kết quả mà anh hài lòng nhất ạ? Anh nghĩ quyết định kỹ thuật quan trọng nhất, thực ra thì không phải anh nghĩ mà anh cho rằng là tất cả các thành viên của Zalopay đều nghĩ rằng đây là quyết định kỹ thuật quan trọng và là thành tựu lớn nhất của Zalopay, là team đã quyết định xây dựng mới hoàn toàn hệ thống lõi thanh toán mà nội bộ của Zalopay gọi là Zalopay Accounting System. Đây là trái tim của Zalopay. Thì để hoàn thành được việc này cần có sự phối hợp và nỗ lực từ gần như tất cả các team business, product, tech trong một khoảng thời gian rất là dài nhưng mà lại mang lại kết quả thực sự là đáng giá. Thì đó là hệ thống giảm thiểu được rủi ro xử lý thanh toán và phát hiện gần như là tức thời các cái tác vụ bất thường xảy ra trong hệ thống, giúp tăng performance gấp nhiều lần so với hệ thống trước đó. Ngoài ra thì hệ thống cũng giúp tối ưu hóa về mặt vận hành, giảm thiểu việc vận hành thủ công cũng như là mở rộng nghiệp vụ của Zalopay trong nhiều năm sắp đến. Nhân đây thì anh cũng cảm ơn sự kiên nhẫn của toàn team Zalopay trong việc đưa dự án này về đích. Vâng, em rất cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Hưng. Và qua những chia sẻ của anh thì em có thể rút ra được một điều là để mà mình có thể tạo ra được một cái sản phẩm mà có thể đóng góp được những cái giá trị thiết thực thì đó là một cái sự nỗ lực của rất là nhiều team. Và bên cạnh đó là chúng ta còn cần thêm một cái tinh thần đó là kiên trì và đón nhận thử thách nữa. Và thay mặt cho ekip làm Tech Cà Phê, một lần nữa xin được cảm ơn anh Hưng đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và chúc anh sẽ luôn tràn đầy năng lượng và đạt được nhiều thành công cùng với team của mình. Tập đầu tiên của làm Tech Cà Phê đến đây là kết thúc rồi. Xin được cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Và hãy nhớ theo dõi kênh YouTube và Facebook của Life at VNG để đón chờ những tập tiếp theo của làm Tech Cà Phê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.